Trên đường đi thấy được một chú thần tượng của mình, đó là chú đang tám với các bạn. Và bây giờ Chánh Thành muốn làm cái gì? Tôi sẽ làm cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với giáo sư duyên dáng đã từng phân tích bốn dạng phụ nữ trên thế giới. Ok, đi xuống. Ê, cái này sao không có xuống được vậy trời? Cái gì vậy trời? Mà phỏng vấn về bốn dạng phụ nữ em cười như một quân điên. Ôi dồi ôi, duyên dáng dã man. Đây thần, thần tượng của tôi đây. Đây giáo sư đây. Bây giờ sẵn anh tư vấn luôn này, để bà xã em như thế này thì cái dạng này là phụ nữ gì? À thế à? Đấy, đấy là dạng thứ mấy? Nhìn là thấy loại một rồi, đẹp mà có duyên. Thế là cái loại này là cưới được không nhỉ? Úi dồi, vấn đề là họ có cưới chú không? Nó dại dột rồi, nó lỡ rồi. Ôi dồi ôi, tiếc thế. Thế là đấy, vợ em nó thần tượng anh mới chết chứ nhỉ? À thế à? Nên nói vài câu với anh đi. Trời ơi, xuống chọc thần, xuống chọc thần. Lấy cái ghế. Gì ơi, cho hai cái ghế gì ơi. Ôi dồi, ngồi 5 phút thôi cũng được. Đấy, bây giờ nói vài câu đi rồi ngắt máy này. Ngắt máy. Đấy. Đây là cái người phụ nữ nhóm 1. À thế à? Vừa đẹp vừa vô... À quên, vừa đẹp vừa vô. Vừa định đẹp và vô duyên là đấy. Gì? Vô duyên, vô duyên. Đấy. Ờ. Mà sao anh nhìn mà anh biết đẹp có duyên, anh chưa nói câu thì nào? Thì thế mới gọi là thầy. À thế. Duyên dáng thế. Cảm ơn anh nhiều nhá. Vâng.